Gia đình Thủy xin kính chào ông bà và quý vị các bạn. Hôm nay mình nghe nói là hoàn cảnh của bác Út thì bác Út cũng khó khăn mà già rồi nuôi một người con gái bị té xe hay sao không biết nữa, mình nghe nói vậy thôi mà gãy xương sống rồi gãy cần cổ nữa. Bây giờ là nằm nay mà 15 năm rồi mà vợ chồng chị Phương thì chỉ biết biết hoàn cảnh này, chị cũng kêu mình xuống quay thì mình quay lên nhờ coi mời quý vị cùng vô nhà của bác Út như thế nào nha. Dạ, chào hai bác, anh chị, tới lâu chưa? Đi sớm về. Dạ. Bác lên đây ngồi bác. Ngồi đây nấu. Hai bác khỏe hả? Khỏe con. Con cũng biết hai bác nữa, nhờ anh chị đây giới thiệu. Con mới xuống đây coi hoàn cảnh bác như thế nào. Cho con hỏi bác bao nhiêu tuổi rồi bác Út? 71 tuổi rồi. Dạ, tại bác nói tiếng nhỏ hay sao? Ai ổng bệnh tắc nghẽn mạch máu con. Dạ, dạ. Còn bác? 71 tuổi, tôi thiệt là 71 tuổi. Dạ. Bác là 73, bác lớn hơn bác trai mẹ 2 tuổi. Dạ, 73. Dạ. Gia đình mình bác được bao nhiêu người con bác? 4 đứa con. Rồi anh lớn hả chị? À, chị lớn. Thì anh thứ ba chết ở nhà ngoài đó đó con. Dạ. Thì chị là có chồng có con gì chưa? Có là có chồng có con mà nó cũng thôi đi ăn vợ. Con nghe nói là bác nuôi một người chị là chị thứ mấy? Người Út à. Út hả? Rồi người thứ ba, thứ tư là ai? Thứ tư là thứ hai là có chồng, thứ ba là chết. Rồi thứ tư là nó đi bển á, đi Campuchia đó con. Rồi chị có về đây không? Về rồi mà không có đồng bạc nào, về khổ chết. Rồi chị ở đâu? Ở trong Móng Cày không? Ở phụ mần với nhỏ em, nhỏ cháu gì đó. Dạ. Để con đất ốc dẫn con đi vô thăm cái chị. Để Phật dẫn đi. Đi con. Dạ. Đi được. Ta đi cà lơi xích chuỗi vậy chứ. Chị này là chị bị bệnh ha sao? Chị bị tai nạn, bị cái bị bơm nước đầy quá, cái bồn nước 500 lít nó rớt trúng cục sống cổ của chị. Với gì nữa chị? Thì bị chấn thương cục sống cổ rồi chị nằm mười mấy năm này cơ. Hồi đó mình có tập tư liệu rồi không? Có tập ở trên quận 8 được 2 tháng về nhà luôn chứ không có đi chạy nữa. Có trị Bến Tre nữa, có nói có là sao nó vậy. Cái giò ta. Chị nó có ấy không à? Cái giò không có cử động được, má bác sữa cho thôi. Liệt nằm chỗ sữa lên để xuống chứ nó đâu có tự sữa được. Đặt ống chứ không có. Đặt ống. Ai giò teo à? Teo. Đặt ống à? Đặt ống tiểu nè. Đặt ống lâu chưa? Một tháng lấy ra, một tháng đặt vậy. Đặt một tháng cái nó xúc ra, rồi mình lấy ra rồi cái được một tháng đặt nó vô nữa chứ để hoài sợ không nên. Như là chị lăn qua lăn lại được. Đang lăn cũng phải sửa chứ không ấy nó rút nó chân mà. Cái giò nó cứng cống à, tao luôn muốn chết luôn à, không nổi. Hồi đó chị có chồng rồi chị có con không? Có, được không có con. Rồi có ở chung đây không ha? Có chồng rồi, nó ở bên chồng nữa. Dạ. Mới cưới rồi. Dạ,
là lớn cũng có gia đình rồi. Ở nhà chung má mẹ là má nuôi của mình. Con chị có thường có về thăm chị không? Cũng lâu lâu mới về. Mấy tháng mới về lần. Con trai con gái hả chị? Gái. Em nghe nói là chị hồi đó chị đi về rồi cũng có bác tập đi tới lui được hả? Không, không có tập được. Má mà chị sức giàu vậy bà. Tối tập, tối bữa nào cũng như có dầu nóng á con, bữa nào cũng tập tha giò, tha cẳng, tha bóp cho nó chứ không biết. Mắt kéo giò chỉ ra được không? Được. Được, mà đều mắt kéo đi hả? Đau không? Nặng lắm. Ở cái giò này teo nè. Giò nào cũng teo đó. Cái ta chị rút luôn hay gì vậy chị? Ta rút cũng bị luôn. Giờ cái chị cứ... Đâu có nắm được. Bên cái đưa tay kìa. Tay kia cũng vậy luôn. Đâu mà đưa tay nó nắm không được. Rồi chị tên gì? Tên giỏi thì Kim Loan. Chị Loan. Rồi. Dạ. Chị nói chị bệnh tai nạn này 15 năm luôn hả? Dạ, Tết này nữa 15 năm rồi, làm nhân viên á. Bác gái lo chị là từ đó giờ đây. Chị dạ. Lo từ hết, anh ấy không có đi đâu được hết, ở nhà suốt luôn. Tính dập đờ rồi chuẩn bị đi chờ và chưa kịp đi nó bị hồn nước rồi đó. À, làm tháng giêng á, đúng ngày làm tháng giêng liệt hết tay chân luôn, kéo tạ. Ở quận 8 hết mấy tháng rồi về Bến Tre, về ra trị cũng hết mấy tháng. Giờ nằm nghiêng đâu được, nằm nghiêng qua phải sửa cho mấy rút giò rút cẳng trời. Chồng chị thôi, ảnh có qua thăm chị không? Có vợ khác, có con khác. Lâu dạ. Lâu về cũng có ghé thăm. Ừ. Lúc trước con gái chị ở chung đây hả, ở bên cha? Ở cha, ở làm ở chung. Như có chồng chị cũng đâu có đi qua được đám dự đám cưới. Dạ. Đâu có. Cái hồi mà anh chị thôi nhau là chị tai nạn chưa hay là tai nạn rồi mới thôi? Chưa cãi lộn, cãi nhau á, cãi mấy đi làm cũng đánh đập nhiều á, cái nó đi làm mới bị tai nạn. Nó là hiền nhất ở đây mà lại thằng chồng nó uống hoài. Chị ăn uống được không? Ăn được, bữa cũng cắn cái cơm nè, cái nằm cũng không có đói. Dạ, cứ như chưa nằm vậy rồi bác lo gì chứ, lo ăn uống ha, có thuốc thang gì không chị? Dạ không có, khó cũng mua thuốc chỉ mua dầu đi đồ. Cầu khó lắm, đi cầu là mấy ôm bơm mấy ống ha, rồi bơm đổ mũi á, nhỏ chai thưa nhỏ mũi đó, một tháng cũng mấy chai nữa nghẹt hoài. Mình có đi khám bệnh không chị? Dạ không, nằm đây là 15 năm rồi. Nhà làm sao đi? Năm trước thì mấy năm trước thì có bị bệnh nhiều lắm, mình cũng đi bệnh viện mà hôm nay cũng khỏe rồi, nằm vậy thôi, nằm đó là bữa nào theo bà... này mà đi có tiền á, đi tập phải có tiền rồi đi tập là chị đi đứng rồi được. Dạ. Ừ. Tập thì giấy hết sức này, mấy đứa nào cũng giấy nên được cho túng cái số để cho mày chở đi trị bệnh rồi này kia. Bác ở đâu? Dạ em ở Hòa Lộc có chị. Chị Năm mày nói nè, chị Năm Keo đây nè, em ruột của chị Năm Keo ở đây. Nhà mình có đất đai gì không? Trời ơi, không được nữa con đất nữa. Ta nói ta có 4 cây dừa, 3 cây dừa. Sinh sống thì sao bác? Thì bà con thương thì cho bạn chục gạo nữa, chục gì đó. Một lần nhà nước có cho nhiều vậy. Chị có nhà nước trợ cấp cho tiền mà hôm nay mấy tháng rồi. 3 tháng rồi không có đồng bạc nào. Hồi trước cấp là nhiêu tháng chị? Được 540 tháng. Là nâng cấp cho người khuyết tật phải không? Với tao được 270 nữa là 801. Ủa bác bị sao mà có tiền đó nữa? Người nuôi. À người nuôi á hả? Nay 3 tháng rồi không có đồng nào hết trơn á. Tại chưa phát hay sao? Không biết làm sao nữa, sao mà hỏi không có. Ờ ai cũng vậy là người ta chưa phát á. Vậy là nãy là chị với bác là được 7 tầm mấy hả? Dạ, 801. 801. Ừ, 207 với nó được 504. Dạ. Xưa... rồi mình đủ chi tiêu hàng ngày không? Đâu đủ con tháng có 500 mấy đủ thứ ba con cho người chi ít vậy đó. Với em đặt ống tiểu thì nó đỡ tốn tiền, còn không đặt ống tiểu không đặt rồi lấy gì tả sao chịu nổi, lả rồi phải cắt ra làm hai lót, tụt nhóm lót nguyên cái rồi. Dạ. Bác Tài á, nay có làm gì thu nhập không? Thấy bác làm mọc hay gì không? Không có làm gì, hôm nay 2-3 năm mà không có làm đồng bạc nào hết trơn con. Dạ. Nãy bác nói cũng lớn tuổi rồi. Ta có đặt ghế tròn mà ba mần không có nổi luôn. Ta đem cây đồ lại mần mà không có lãnh được. Mần cũng quên nhớ rồi. Cái nhỏ nó thôi, ba lớn tuổi rồi, ba nghĩ ba lẫn mà làm má mất ơn.
Ở đây tỷ bác có làm gì thêm không? Không cơ, ngờ còn không có cỏ mình rác, không ai mướn mà gì mà bắt mà uống hết nổi rồi. Dạ. Tao bệnh tiểu đường nữa. Khổ chết luôn. Bác bị bác hiện bị lâu chưa? Rồi nay có 10 năm rồi con. Tháng nào cũng đi lên Cù Lao Minh á, bị con bác có hộ nghèo đó. Có giấy người ta miễn phí hết, không có lãnh thuốc uống thôi chứ không có gì tiền gì hết. Uống rồi thấy có giảm không á? Thì khi giảm khi lên, con nó là ta lấy đủ thứ hết trơn rồi cái. Nè, đi rồi, đi cầu lần là 3-4 ống này ha. Rồi này bơm mũi. Cái này đi cầu. Bị bón hả? Bón đi cầu đâu được, đi từ 8 tiếng ngồi chưa rồi nó phải bơm 3 ống ống này. Mỗi lần chỉ đi cầu chị ngồi ha ha. Dạ không, nằm nghiêng qua mà nó. Đó rồi con. Phải bơm mũi chứ mấy nó nghẹt. Nghẹt mũi. Chai bơm mũi tối ngày. Nó là sao mà chị bơm mũi bị nó bị làm như thần kinh với chàng tỷ. Giờ nó lên nó trong vùng cổ nó hoài. Trong vùng cổ nó giờ 3-4 cái nóc rồi con. Nóc mình chưa lấy ra. Gãy đây nè. Đâu có lấy. Thì nó lên biểu lấy mà lên nó không lấy được. Cũng chưa có. Cái chi phí mổ lấy ra nhiêu chị có biết không? Dạ không, không có biết, không có đi thì không có biết. Dạ. Hồi trước là chị đi bệnh viện nào viện mà ta mổ ta gắn dây nóc cho chị á, lấy là nó gãy hả? Dạ. Đầu luôn không có, không có cái lúc đó chị đi là bảo hiểm hay là đi ngoài? Đi cũng bảo hiểm á. Dạ. Lúc đó người ta có nói mấy năm lấy ra không? Ta nói 2 năm lấy ra. Lấy ra mà có đi lên tỉnh mà nó lấy sao? Khi có đi lên cái bác sĩ nói giờ còn yếu quá thì mổ lấy ra rồi nó cập xuống, cập xuống không nữa rồi sao được? Phải mổ nữa. Chị như sức khỏe chị hiện giờ chị ngồi được xe lăn không? Không được. Cái xương sống chị ngồi được không? Có hai nằm không à? Ngồi được mà ngồi thấy ba nó già rồi nên không nổi nữa. Ngồi với cái chân nó cứng. Như giờ chị nằm vậy chị đỡ vậy chị ngồi không được. Không được, gượng không được. Yếu nhất không gượng được đâu đó. Vậy là cũng như vậy là chị đâu ngồi mình đó được, ví dụ đỡ chị lên xe lăn rồi chị ngồi được không? Được, đỡ lên thì ngồi được. Thấy ba với má yếu quá rồi. Một lần đỡ nó rồi cái nó chết cống à. Nó ngồi vậy bụng nó cũng mà mô to ra nữa. Bụng nằm nó ăn đâu có được chén cơm, chén mà ăn chưa được chén cơm. Sao sao rồi chị? Lại nó trân dữ lắm. Mới đi cầu một lần. Nếu ngày mới đi cầu mà đi cầu được khó. Đi cầu bơm nó có 4-5 ống vậy đó. Chị giờ vậy là giúp mà chị chỉ bệnh cái đó thôi chứ ngoài ra cái bệnh khác là không có gì hết. Dạ. Tại chị nằm một chỗ ăn uống có mà nằm một chỗ không vận động được đó. Dạ. Chậm tiêu. Đồng nghiệp nhỏ trên nhà thương rảnh nó xuống nó đặt giùm con chứ không có ăn đồng bạc nữa. Giúp đỡ như nhỏ này không lấy đồng bạc nào nó lấy con làm cho. Dạ. Tính cho hết đời phí luôn thôi nè. Vậy đó lâu chị xuống hay là chỉ đây này xả ra. Lúc nào mình đặt cái tin gọi xả ra. Hỏi chị kia chừng nào cần nó gọi chị xuống. Bao lâu vậy mới đậy bịch được? Nó xúc quá, xúc quá. Nó xúc ống rồi cái ngưng chừng ít ngày, 10 ngày nửa tháng vậy cái thì kêu đặt lợi chứ thôi. Tả đâu có chịu nổi con. Tả. Dạ. 85.000 một chục tả. Ừ. Ngày 2 miếng tả vậy mà tính tiền đâu. Như vậy nè chị Loan, vợ chồng em có lúc có đăng tải clip mà Thủy Hương Dừa đó. Rồi người ta có coi có thấy như là bác ta Tư á, tỉnh ông chỗ bác Tư có thấy bác nói hoàn cảnh mình đây chị bị tai nạn rồi hai bác già cả mà lo cho chị á, em xuống quay đăng tải lên mạng. Giờ chị có ước muốn gì không, chị nói cho bà con người ta biết vậy? Hiện giờ em cũng ước muốn có được số tiền để mua thuốc men rồi trị bệnh với lại cho ba mẹ mua gạo đồ ăn vậy chứ cũng em cũng không có ước muốn gì nhiều hết. Đi mẫu lấy nóc ra chắc không có hy vọng rồi. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Bệnh của chị em nghĩ nhưng mà lâu dài chứ không có ngắn ngày được. Già yeah. Làm sao ai chở đi. Ủa thì chị em nghe nói là chị mình gắn đi nóc thì chị không có đi tái khám, không có đi lên. Chị nói chị đi có một lần nữa. Đi có một lần rồi bác sĩ kêu giờ yếu quá thì mẫu lấy ra rồi nó không có đứng cái xương nó thì nó bị cập nữa thì sao rồi. Cái bác sĩ kêu về, không có kêu lên nữa. Dạ. Bây giờ chị có cảm giác là chỗ nó đau không? Mỏi, nó bị mỏi. Khi nó nhức hoài, nó bắt nó sức dầu hoài. Lấy dầu sức vô. Ví dụ như nó là như nó hợp đi, còn nó không hợp là nó hành mình là khác rồi. Dạ. Cũng lâu lâu cái nó bị sốt quá chứ. Lâu cái nó bị sốt quá cơ. Dạ. Thì thở
ông đặt ông tèo nó cũng bị sốt. Từ hôm mà chị bệnh tới nay con chỉ về nhiêu lần chị biết không, hay là về thường? Dạ cũng lâu lâu mới về, thôi nó đi làm á. Ừ. Lâu lâu rồi là chừng tháng hai tháng gì không, hay là dài từng? Dạ dài tháng á, 3-4 tháng mới về. 3-4 tháng mới về hả? Dạ. Chị năm tính là chị 2-3 lần vậy hả? Dạ. Chị nó cũng có chồng. Hôm nay có chồng rồi. Dạ, má có má cưới hôm rồi. Nói chừng chưa được. Hồi đám cưới thì ba cũng khóc hết chứ. Nay nay đó nhiêu tuổi rồi bác? Nó 24, 25 rồi. Có con chưa? Chưa, mới đám cưới. Dạ. Rồi chị ăn uống đồ dễ không chị? Dạ, chị ăn dễ rồi, mình ăn gì cũng được. Dạ. Ăn ít, ăn chút rồi. Dạ. Ăn bữa không được chén cơm đó nữa. Như chỉ khó đi cầu á, bác cho ăn rau nhiều. Có ăn rau gì lắm mà. Ăn rau gì lắm, tại cái bác sĩ hồi đó bác sĩ có nói rồi mà, nói cái này là sao nó chàng cái tỷ là khó đi cầu lắm. Dạ. Chỉ nói hồi mới bị á. Rồi ổng mổ là ổng nói rồi nó lại khó đi cầu lắm nha. Này bác thờ Quan Âm ở tinh phòng luôn hả? Ừ, nhỏ gái nó tỉnh mà Quan Âm về thờ mẹ nó. Dạ. Còn này tiện thủy để nó mua nó cho nè. Nó nói thấy rồi. Mới xây là hổm nè, cái nó rớt cát quá trời nó mua cái này. Cái phòng này mới xây lại sao này hả? 500 ngàn nè. Mới xây này là còn hổm. Cái nhà này hai bác cất lâu chưa? Cái nhà này nay là hăm mấy 30 năm rồi con. Mà hồi đó dừng dắt cây hả? Dắt cây mà tao nói nó rượu rã, tao nói bẻ chụm mà nó hết biết luôn. Cái một cái này không phải là tường nha. Cái này bằng nhựa. Giấy xốp. Giấy xốp. Nhỏ em nó thấy cát quá. Giấy xốp mua cho đó. Giấy xốp này cái mua dán vô tường. Thì con biết nữa, thằng Thủy ở ngân hàng nè. Dạ Thủy vợ đòn nó làm trong ngân hàng á, rồi nó xuống nó thấy cát nó đổ mua quá trời rồi nó nên để con mua cho dán cho nó bớt cát. Ừ, cái nhà này mình cất bao nhiêu năm rồi đó? Có mấy năm mà nó chết chưa? Có mấy năm mới thay nè, được mấy bữa nè. Mới cái này mình đang ở là phòng tâm buồn. Cất mình thấy cái có sườn không, còn như là bác chưa có xây không? Chưa có gì hết trơn. Có cái mấy cái cột không? Con đi vòng vòng nhà trên nha bác. Nhà tâm buồn đi ra. Nền cán bê tông. Nè cái nền xi măng nữa. Ừ, xi măng. Này làm cũng lâu rồi, cột giả hết rồi. Cột còn sắt. Lấy được mấy cây dừa hôm trước này. Đây nhìn thấy 4 cây đó. 2 cây, 3 cây. 4, 5 cây, có cây nhỏ không trái. Ngoài đâu? Đây bác trai làm thợ mộc, nay lớn tuổi nghỉ nghề rồi. Còn cái vách đó thì bằng nhựa, nhựa đóng la phong. Thôi mình đi vô đây mình chào chị, ra chào bác về đấy. Chị nhiều sức khỏe. Em đi ra nói chuyện với bác thì em chào anh về luôn. Dạ. Dạ. Em chào chị. Chào chị. Đây nhà bếp của mình đây hả bác Út? Nhà bếp rồi đó. Hôm rồi nước có ngập không? Rồi nó ngập bên mông hết trơn, nó ngập lúc của trên tới cửa cũ đó. Đây mình vòng, có vòng. Ê. Vòng ra chỗ ganh này á bác. Đó, ganh đó con. Ừ. Nhiều đó. Đây là nghỉ cái nước, này nước nhà tắm toilet của bác đây luôn à. Mày sát mới gạch đúng không? Nước đang chảy mà. Cái ganh nó cắm bệnh nên họ bể một cắm qua vậy. Dạ. Đây hơi thấp. Còn mé bên đây là nhà của người ta hả bác Út? Mé tường nghe nhìn thấy nè. Mé đó là của ai bác? Mé này ngang cái bên này là hồi đó bác nuôi con heo. Lỗ 2 triệu mấy dẹp luôn bên kia của người ta chứ không phải bên này. Dạ. Còn này là đồ nghề có bác trai là mọc đây ha. Mé này cổ dữ lắm rồi. Lớn tuổi rồi cũng làm. Mấy bà mà bào chế nữa. Chế.
tại vì con có làm mộc con biết này hạn chế. Giờ theo bác làm còn nổi không? Đóng hoàn toàn nổi không? Không. Ta đặt còn hai cái be rồi sẵn rồi. Nó đặt mấy lần rồi riết rồi hồ nó nổ thôi chứ giờ. Bán giờ đi tới luôn bình thường không? Bình thường được đi. Cái đầu óc quên nhớ không nhớ gì hết trơn. Ờ vậy hả? Chạy còn đi xe đạp được không? Xe đạp được. À. Chứ còn không ra không có đi được, đâu có biết chạy anh đi. Dạ. Đi xe đạp mà không đi nó hư hoài luôn. Thôi vợ chồng con với anh chị đây đến thăm bác. Con cũng chúc hai bác có nhiều sức khỏe. Bác cũng cảm ơn tụi con nha. Dạ. Nếu mà con tình gì ở trên mà có cho được nhiều bác mừng mang ơn tụi con nhiều chứ vợ bác cũng không có biết nói. Dạ, con á clip này con đăng tải lên mạng xã hội rồi người ta xem lên nó có giúp đỡ cho hai bác thì con xuống gặp hai bác nữa với chị lo. Bây giờ vợ chồng con xin phép con về. Clip của Thủy đến đây là hết. Thủy xin chân thành cảm ơn quý vị đã bỏ thời gian theo dõi video này. Thủy mong quý vị hãy tiếp tục ủng hộ cho Thủy có động lực quay video tiếp theo nha. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.